Hôm nay thầy Minh sẽ hướng dẫn và giúp chúng ta chinh phục đồng phân chắc chắn sẽ xuất hiện trong đề thi học kỳ 1. Đây là một trong số những dạng mà thầy Minh khẳng định rằng chắc chắn sẽ có trong đề thi học kỳ 1 của tất cả các bạn và các em. Nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em theo dõi buổi học này, cùng chia sẻ buổi học lại về tường và cùng tác giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em rất là nhiều. Đây là cái phần mà thầy dạy đồng phân kỹ nhất nhá. Thế thì ở bên trong cái tài liệu mà thầy tặng các em ấy, thì trong phần này thì có là phần công thức tính nhanh số đồng phân. Thì riêng cái phần công thức tính nhanh số đồng phân này thì thầy chỉ tặng các em thôi, chứ còn lại thầy lại không muốn là không mong muốn các em phải sử dụng cái phần công thức tính nhanh số đồng phân này, đúng không ạ? Bởi vì cái phần công thức tính nhanh số đồng phân này chúng ta chỉ có tác dụng là để mình tham khảo thôi. Còn lại khi mình học về đồng phân ấy, thì các em nên học theo cách mà thầy mình hướng dẫn. Đấy là chúng ta cần làm chủ về cái phần là mình phải hiểu bản chất về đồng phân và mình phải hiểu rằng là nó có những anh đồng phân nào nhé, để mà mình có thể làm được những bài mức độ level cao hơn, mức độ level khó hơn, được không ạ? Ok, let's go, mình bắt đầu vào làm nhá. Phần công thức tính nhanh này để lại đấy. Thế bây giờ chúng ta vào phụ luôn này. Ở trong cái bài tập ngày hôm nay thì thầy Minh sẽ đưa chúng ta về cái hướng là chúng ta giải quyết vấn đề, có nghĩa là chúng ta đi từ bài tập mà chúng ta sẽ hướng đến cái việc là chúng ta giải được. Rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học này thì cảm giác mà thấy hay thì các bạn có thể là chia sẻ lại và giới thiệu đến các bạn để các bạn biết đến thầy nhiều hơn nữa, được không ạ? Ok. Câu số 1 ạ. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H10. Thế thì trong cái kỹ thuật làm đồng phân ấy thì chúng ta cần phải nắm được cho thầy một vài cái kỹ thuật nho nhỏ sau này. Thứ nhất này. Thứ nhất là tất cả những anh mà nó có dạng. Thứ nhất là tất cả những anh mà nó có dạng là CN H 2N cộng 2, được chưa? Thì nó là đồng phân no và nó chỉ có đồng phân hạch carbon nhá. Chỉ có đồng phân hạch carbon. Chỉ có đồng phân mạch carbon. Mạch carbon đấy. Vậy suy ra chúng ta đi giải tụ này. Suy ra chúng ta đi giải tụ này là chúng ta đi xác định đồng phân mạch carbon. Được không ạ? Đấy, bây giờ các bạn cùng quan sát nha. Thầy trò chúng ta cùng đi xác định đồng phân mạch carbon xem như nào. Thế thì thầy có một cái kỹ thuật để đi xác định đồng phân mạch carbon như này. Là bước 1, hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các em. Bước 1 là chúng ta sẽ phân tích thành tổng các số hạng. Phân tích nhá. Phân tích thành tổng các số hạng. Thành tổng các số hạng. Sao cho thỏa mãn điều kiện này. Phải thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện. Số hạng thứ hai luôn nhỏ hơn số hạng thứ hai đến số hạng thứ n luôn nhỏ hơn 1 phần 2 lần số hạng thứ nhất. Được chưa? Từ số hạng thứ hai cho đến số hạng thứ n thì phải nhỏ hơn 1 phần 2 lần số hạng thứ nhất. Được không ạ? Đấy. Bước 2 các bạn lưu ý cho thầy này. Bước 2 cũng rất quan trọng này. Là số hạng thứ nhất, số nguyên tử carbon, số carbon của mạch chính. Số carbon của mạch chính. Thì chính là số hạng thứ nhất. Được chưa? Còn từ số hạng thứ hai trở đi chính là số carbon của các mạch nhánh. Từ số hạng thứ hai trở đi, số carbon của các mạch nhánh. Là từ số hạng thứ hai trở đi đến số hạng thứ nào. Ok không? Bước 3 là ta vẽ mạch chính. Vẽ mạch chính. Xác định trục đối xứng. Vẽ mạch chính. Xác định trục đối xứng. Rồi sau đó chọn vị trí để điền mạch nhánh. Bước 4. Xác định vị trí
Để điền mạch nhanh. Để điền mạch nhanh. Được không ạ? Đấy. Ok chưa? Các bạn thấy dễ dàng chưa? Thế thì ghi như vậy thì các bạn vẫn chưa hiểu đâu. Mà bây giờ chúng ta vào cái ví dụ thực tiễn nhất là cái câu số 1 của thầy Minh cho này này. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H10 là, các bạn chú ý nhá. Bước 1 là phân tích thành tổng thì số nguyên tử carbon ở trong này là 4. Vậy thầy sẽ phân tích thành tổng này. 4 bằng 4 cộng 0, thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa? 4 bằng 3 cộng 1, thỏa mãn chưa? Đây, 1 phần 2 của thằng 3 là 1,5, lớn hơn thằng 1. Thỏa mãn nhá. 4 bằng 2 cộng 2, loại chưa? Tại sao lại loại? Tại vì 1 phần 2 của thằng 2 là 1, nhỏ hơn thằng 2, nên loại. Và cuối cùng là 4 bằng 2 cộng 1 cộng 1, cũng loại nốt. Lý do 1 phần 2 của thằng 2 bằng 1. Đấy. Ok chưa? Vậy nhìn vào đây này, ta sẽ có này. Bước 2 này, 4 là số nguyên tử carbon của mạch chính. Mạch chính có 4 nguyên tử carbon, 1, 2, 3, 4. Hai dần điền sau. Đôi khi hai đầu dần mình không cần điền cũng được các em ạ. Hai đầu dần mình không cần điền cũng được nhá. Thứ hai ạ. Mạch chính có 3 carbon này, 1, 2, 3, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy. Thế thì vậy số hạng thứ hai có một carbon, vậy suy ra cái nhánh của nó chỉ có một carbon thôi, và ta chỉ có một nhánh thôi, đúng không ạ? Một nhánh mà có một carbon. Vậy các bạn cho thầy hỏi này, nhánh cây thì mọc ra từ đâu? Nhánh cây thì mọc ra từ đâu? À, nhánh cây thì thường mọc ra từ thân cây, đúng không? Vậy nhánh cây mọc ra từ thân cây, vậy là gốc cây là không có nhánh cây nên bỏ gốc. Bởi vì nhánh cây mọc ra từ gốc cây người ta gọi là rễ cây. Nhánh cây bỏ không mọc ra từ ngọn cây, bởi vì nếu nhánh cây mà mọc ra từ ngọn cây người ta gọi đó là ngọn cây mất rồi. Vậy suy ra nhánh cây chỉ có thể mọc từ đâu ạ? Chỉ có thể mọc từ thân cây. Đấy, đây là đồng phân số 2. Đúng không? Thì cái đồng phân số 2 này nếu mà mình quay 180 độ thì nó cũng giống với anh này. Đúng không? Quay 180 độ. Đúng không ạ? Vậy tới đây chúng ta kết luận rằng anh C4H10. Tới đây chúng ta kết luận rằng anh C4H10 chúng ta chỉ có hai đồng phân. Được không ạ? Đấy, rất là dễ thôi. Vậy C4H10 của thầy trò chúng ta là nó sẽ chỉ có hai đồng phân. Đáp án đúng là đáp án D. Ok, các bạn hiểu bài chưa ạ? Các bạn hiểu bài chưa? Rất dễ nhé. Nào, mình sang câu số 2 ạ. Các bạn hiểu bài thì chấm cái nhờ. Câu số 2. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12. Câu số 2. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức C5H12. Cái này dễ này. Nào, bước 1 các bạn làm cùng thầy mình xem nào. Đầu tiên ạ, 5 thì phân tích thành tổng của các số hạng nào? 5 thì mình phân tích thành tổng các số hạng nào? 5 thì bằng gì ạ? 5 thì ta sẽ có là 5 thì bằng 5 cộng 0 rồi. Đúng không? 5 thì bằng 4 cộng 1. Có 3 cộng 2 được không ạ? Có 3 cộng 2 được không ạ? Có 3 cộng 2 được không em? Loại đúng không? 3 cộng 2 thì 1 phần 2 của 3 là 1,5, nhỏ hơn 2 nó nên loại. Bằng 3 cộng 1 cộng 1 thì lấy được. Nhưng mà sang bằng 2 cộng 1 cộng 1 thì loại. Đúng không ạ? Vậy non, các bạn non thể viết này. 5 cộng 0 này. 5 cộng 0 nhá. Là mạch chính có 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5. Một đồng phần. Ngon lành. Tiếp tục ạ. 4 cộng 1 là mạch chính có 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Xác định trục đối xứng này. Được không ạ? Có một nhánh thôi và một nhánh này chỉ chứa một carbon thôi. Nên bỏ carbon đầu. Bỏ
carbon cuối. Đúng chưa? Vậy này, cái nhánh này điền vào vị trí carbon này hay điền vào vị trí carbon này như nhau, tại vì nó đối xứng với nhau. Vậy điền vào đâu cũng được. Vậy điền vào anh này đây. Thì anh này thực ra nếu mình quay 180 độ thì nó trở thành này, nên hai này giống nhau này. Giống này. 100% này. Thì quay 180 độ giống nhau. Được chưa? Mà thầy cầm cái trục này thầy xoay 180 độ thì nó cũng giống nốt. Nó cũng giống nốt anh này. Được chưa? Đấy. Hiện tại bây giờ thầy đang có 2. Bây giờ chúng ta sang tiếp 3 cộng 1 cộng 1 chứ nào. 3. Đấy. Cộng 1 cộng 1 lúc này mới nha. Lúc này mới nha. Hai nhánh. Mỗi nhánh chỉ có một carbon. Bỏ đầu, bỏ cuối. Đúng chưa? Vậy hai nhánh này chúng ta chỉ có một cách duy nhất cắm vào thôi. Là cắm vào đây. Và cắm vào đây. Đúng không? Nhiều bạn hỏi thế tại sao? Tại sao thầy không cắm vào như này? Thì nếu cắm này thì đây là 3 cộng 2 chúng ta vừa mới loại đi xong. Nên là loại không quay này. Được không ạ? Vậy suy ra số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12 của chúng ta là 1, 2 và 3. Các bạn nhé, chúng ta tổng cộng có 3 đồng phân ứng với công thức phân tử C5H12. Các bạn hiểu hơn chưa nào? Các bạn ơi, các bạn hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì chấm cái nhá. Nếu hiểu rồi thì chấm cái để thầy mình biết là các bạn đã hiểu. Được không ạ? Ok không ạ? Nào. Các bạn thử làm cho thầy xem là câu số 3 đáp án gì. Nào các bạn thử làm cho thầy xem nào. Câu số 3. Câu số 3 đáp án gì ạ? Câu số 3. Câu số 3. Câu số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Câu số 3 nhá. Nào. Câu số 3. Câu số 3 các bạn cùng chọn cho thầy xem câu số 3 đáp án gì. Rất dễ. Đúng không? Các bạn cùng chọn cho thầy Minh xem nào. Câu số 3 đáp án gì? Câu số 3. Đáp án gì? Câu số 3. Câu số 3 đáp án gì? Ba hay mà. Câu 3 cực hay luôn. Câu số 3. Số 3 các bạn comment cho mình xem đáp án gì này. Số 3 cực hay. Số 3. Số 3 các bạn chọn đáp án gì ạ? Hay mà, số 3 hay cực. Thực ra như câu số 3 thì mình nghĩ là nó ít khi thi lắm. Thầy mình nghĩ là câu số 3 rất ít khi thi. Nhưng mà nó mà thi thì cũng là một cái câu khá là thú vị đấy. Các bạn cần phải chú ý. Nhá. Nào, câu số 3 này. Câu số 3. Này, chúng ta cùng quan sát. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch thở ứng với công thức phân tử là C6H14. Đây, chúng ta nhìn trong này có mấy các bạn, mấy carbon? 6 carbon. 6 carbon. Vậy này, ta đi phân tích thành tổng các số hạng nhá. 6 bằng 6 cộng 0. Được không ạ? 6 bằng 6 cộng 0. Ok chưa? 6 bằng 5 cộng 1. Ok chưa? 6 bằng 4 cộng 2. Được không ạ? Không được. Bởi vì 1 phần 2 của 4. 1 phần 2 của 4 là bằng 2, bằng nhau rồi. Nhưng 6 bằng 4 cộng 1 cộng 1 thì được. 6 bằng 4 cộng 1 cộng 1 thì ok.
Không thể bằng 3 cộng 2 được. 6 không thể bằng 3 cộng 2 nữa. 6 cũng không thể nào bằng, nhưng nó có khả năng bằng 3 cộng 1 cộng 1 cộng 1. Đúng không? Đấy, bây giờ các bạn non thì mình làm nhá. Bước 1 vẽ mạch chính 6 cộng 0 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? 6 được chưa? 6 0 nhá. 5 cộng 1 này. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cộng 1 vậy ở đây có nghĩa rằng là mạch chính có 5 carbon, còn mạch nhánh chỉ có 1 nhánh và thêm 1 carbon ở một nhánh thôi. Vậy ta tuân thủ theo cách mà thầy đã hướng dẫn. Bỏ carbon đầu, bỏ carbon cuối, trục đối xứng. Vậy một nhánh này này, một carbon của nhánh này, nó sẽ có khả năng hoặc điền vào đây, hoặc điền vào đây là giống nhau, đúng không? Hoặc điền vào đây là khác. Vậy riêng mạch này thì mình sẽ có hai đồng phân. Vẽ ra C, 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 hoặc điền vào đây C, C, hoặc điền vào đây. Đây là đồng phân số 1, đây là đồng phân số 2, đây là đồng phân số 3. Đấy, các bạn nhìn rõ chưa? Ok nhá. 3 rồi nhá. 3 rồi nhá. Đây mới chỉ là 5 cộng 1 thôi. Nhiều bạn nghĩ là 5 cộng 1 có 1 thôi đấy. 4 cộng 1 cộng 1 này. Các bạn nhìn kỹ này. 4 cộng 1 cộng 1 này. Mạch chính có 4 carbon. Mạch chính có 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Được không ạ? Cho có khoảng trống là tí. Mạch chính có 4 carbon. Đây, số 3 này xóa đi thì cho khoảng trống là cho nó to. Hơi to quá. Đây, đây là anh số 3. 4 carbon này. Bỏ carbon đầu, bỏ carbon cuối. Bỏ carbon đầu và bỏ carbon cuối. Bỏ đầu, bỏ cuối. Vậy ta sẽ có hai vị trí có thể điền, đúng không? Hoặc điền đây, hoặc điền đây. Vậy ta sẽ có này. C này, C này, C này, C này. Hoặc điền đây và điền đây là đồng phân số 4. Hoặc C, 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 C. Điền đây là đồng phân số 5. Được không ạ? Nhiều bạn thắc mắc. Vậy em điền như thế này thì có được tính là đồng phân số 6 không thầy? Câu trả lời của Thế Minh là không. Anh này và anh này giống nhau. Do bản chất nhá, cậu đã hiểu được bản chất. Do bản chất nó cùng là như thế này. Cách viết nó khác thôi. Nó cùng là một anh như này. Được không ạ? Các bạn nhìn kỹ chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nên phải cẩn thận nhá. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Chúng ta đang dừng ở 5. Thì bây giờ liệu chúng ta có 6 không? 3 cộng 1 cộng 1 này. 3 cộng 1 cộng 1. Bỏ đầu, bỏ cuối. Nếu điền chỉ điền ở đây và điền đây nữa, thiếu một một nhánh. Nên không có 3 cộng 1 cộng 1. Vậy chốt lại, ta có C6H14, chúng ta sẽ có 1, 1, 2, 3, 4 và 5 đúng không? Được chưa các em hiểu chưa? C6H14, chúng ta sẽ có 5 đồng phân. Và đáp án đúng của chúng ta, đó là đáp án D, 5 đồng phân. Các bạn nhớ nhá. 5 đồng phân. Ok. Giờ sang câu 4 nè. Giờ sang câu 4 nè. Câu 4 này mới hay này. Câu 4 này mới thực sự là hay này.
Các bạn chú ý cho thầy là khi tìm bất kỳ một anh đồng phân nào mà nó có thêm cái hợp phần x này này, có nghĩa là nó sẽ có thêm ngoài đồng phân mạch carbon ra, nó sẽ có cả đồng phân vị trí nhóm trước nhá. Đây, chú ý tất cả những anh có dạng CN H2N cộng 1 x thì nó sẽ có hai loại là đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí nhóm trước. Vị trí nhóm trước. Đấy. Chú ý này chúng ta lưu lại cho nhớ kèm nhé. Chú ý này chúng ta lưu lại cho nhớ nhé. Vậy các bạn thử comment cho thầy xem là câu số 4 này. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở mà ứng với công thức C4H9 CL là bao nhiêu? Nào, ứng với công thức C4H9 CL là bao nhiêu? Câu số 4 ạ. Câu số 4 hơi căng nhỉ. Bạn thầy đang nhìn thấy các bạn chọn B, các bạn chọn C, các bạn chọn D này. Câu số 4 ạ. Hơi căng đấy. Căng điếc. Nhờ. Nào các bạn cũng chọn cho thầy Minh xem nào. 4 ạ. Thôi thì bây giờ mình cứ làm bước 1 đi, mình làm từng bước đi. Bước 1 của mình là mình vẽ mạch carbon ra nhá. Bước 1 vẽ mạch carbon. 4 thì vừa nãy mình làm rồi. Bằng 4 cộng 0. Mạch carbon này, 4 cộng 0 này. Chăm nghe không bằng tay quen. 3 cộng 1 đúng không? 3 cộng 1. Đấy. Được chưa? Thế vậy bây giờ bước số 2 mình đi tìm vị trí điền của nhóm trước. Thì muốn tìm vị trí điền của nhóm trước, trước hết chúng ta phải có trục đối xứng. Anh này có trục đối xứng. Vậy nhóm trước có khả năng điền vào đây là đồng phân số 1 thì đây và đây giống nhau. Điền vào vị trí giống nhau, carbon đối xứng với nhau thì đánh số giống nhau. Hoặc đây và đây giống nhau, đồng phân số 2. Thì mình vẽ cho các bạn nhìn kỹ nhá. Số 1 đây này. 1 2 3 4 này. CL. Được không ạ? 2 này. 1 2 3 4 CL. Được chưa? Hai đồng phân chưa? Để vẽ cho các bạn hiểu nhá. Tiếp tục này. 3 cộng 1 thì các bạn phải lưu ý cho thầy nhá. Các anh 3 cộng 1 này này, về mặt bản chất trục 3 này nó như thế này. Nó giống như là cái quạt trần của chúng ta. Nên ba anh này giống nhau. Nhá. Ba anh này giống nhau. Đây. Vị trí này. Vị trí này. Vị trí này giống nhau. Còn riêng vị trí này khác là 4. Vậy tương tự thầy sẽ vẽ cho chúng ta đồng phân số 3 này. C này. C này. C này. C này. CL. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Và thầy vẽ cho các bạn đồng phân số 4 này. C này, C này, C này, C này, CL. Đấy chưa? Vậy bạn nhìn rõ chưa? Vậy suy ra anh C4H9 CL chúng ta sẽ có 1, 2, 3 và 4 đồng phân. Ok không ạ? Các bạn hiểu không ạ? Dễ không? Dễ không? Rất dễ đúng không? Quá xịn. Nhờ. Nào, bây giờ chúng ta cùng sang tiếp nhé. Các bạn ghi lại vào vở nhé. Sau đó chúng ta sang tiếp. Câu số 5. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H11 CL là bao nhiêu? Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C5H11 CL. Thầy dự kiến rằng là cái câu này là một câu rất dễ thi. Và nếu thi thì thầy nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều bạn bị sai. Nhá. Thế nên là thầy rất là mong muốn là tất cả các bạn đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay thì có thể chia sẻ buổi học này lại về tường và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Ok không ạ? Nào câu số 5 nè. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở mà ứng với công thức phân tử là C5H11 CL là bao nhiêu?
bạn chọn thành mình xem nào. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch thở ứng công thức phân tử C5H12 CL. Thì giống như ở bên trên chúng ta vừa mới làm. Bước 1 mình phải vẽ được mạch ca bình. Đúng không ạ? 5 ca bình. Vậy ta sẽ có mạch chính của chúng ta. Nãy mình làm rồi, mình sẽ có 3 mạch chính. Đúng không? Mạch chính thứ nhất này. 5 cộng 0. Mạch chính thứ hai, 4 cộng 1. Và mạch chính thứ ba, 3 cộng 1 cộng 1. Đúng không ạ? Ok chưa? Vậy bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ là tìm cái vị trí để mình điền anh CL vào thôi. Nhá. Bây giờ câu chuyện chúng ta là câu chuyện chúng ta chỉ đi tìm vị trí để điền anh CL vào thôi. Thì bạn cùng quan sát cùng thầy Minh xem là chúng ta đi xác định vị trí để mà điền anh CL như thế nào nhỉ. Đầu tiên này, trục đối xứng. Trục đối xứng nó không bao giờ bỏ qua được. Vậy có bao nhiêu tử ca bình khác nhau thì đánh số khác nhau. Anh này đánh số 1, hai này giống nhau. Đúng chưa? Vậy nếu CL điền vào đấy thì được tính là đồng phân số 1. 2 và 3. Thầy vẽ cho các bạn nhìn nhá. Số 1 này. C C C CL được chưa? Nhìn rõ chưa? Vẽ tiếp. 2 này. C C CL, các bạn nhìn rõ chưa? 2 nhá. Vậy thì mình có 2 rồi nhá. Tiếp tục này. Bây giờ thầy Minh đi xem là đến cái mạch số 2 đi. Xem là có bao nhiêu đồng phân. Thì bạn lưu ý cho thầy Minh này. Mạch số 2 nó có trục đối xứng như này. Ô, tại sao nhiều bạn hỏi tại sao thầy Minh lại nhìn thấy là mạch đối xứng như này? Tại vì thế này này. Cái anh số 2 này thực ra bản chất nó là như thế này. Các bạn nhìn không? Nên trục đối xứng đây. Nên hai anh ca bình đấy nó giống nhau. Được không ạ? Vậy ta có thể điền vào đây là vị trí số 4 với 4 này. Hai này giống nhau. 5, 6, 7. Được không ạ? Vậy chúng ta sẽ có đồng phân số 4. Đồng phân số... À chỗ này thì chưa vẽ số 3 nhỉ? Số 3 đây đã. Được không ạ? Số 3 đây đã. Ta sẽ có đồng phân số 3 đấy ạ. Số 3 của chúng ta là đấy. C, 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 L. Đúng không? Đồng phân số 4 này. Đồng phân số 4. Đồng phân số 4 ạ. Đây thì vẽ đồng phân số 4 các bạn nhìn nhá, quan sát nhá. 4 này. C. Đấy. Đây đồng phân số 4 này. CL cắm đây. Đúng số 4 chưa? Số 4 cắm vào đấy mà. Đồng phân số 5 là số 5 cắm vào đâu? C. Đây là đồng phân số 5 này. Đồng phân số 6 là CL cắm vào đâu? Đồng phân số 6 này. Đúng vị trí số 6. Đây. Và đồng phân số 7 này. Vẽ mỏi tay nhờ. Đấy. CL cắm đây. Tiết lộ với các em thì mình có một cái cách mà chúng ta không cần phải vẽ mỏi tay thì chúng ta cũng nhận được số đồng phân. Và cái cách này hiện tại thì mình đang dạy các em chỉ là cái cách bản chất thôi nhá. Xong này, bây giờ chúng ta tiếp tục này. Bốn này giống nhau này, đồng phân số 8. Đấy, CL đính đây số 8. Không điền vào anh ở giữa được. Tại vì sao? Tại vì anh ở giữa này là ca bình này hóa trị 4 rồi. Không điền được nữa, nó dư hóa trị. Và anh đồng phân số 8. C. CL. Vậy tổng cộng, tại đây chúng ta có
3 triệu đồng phân, 8 đồng phân nhá. C7, C5, H11, CL. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đồng phân. Các bạn nhìn kỹ chưa? 8 đồng phân. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ 8 đồng phân. Ok nhá, xịn nhá, chuẩn nhá. Các bạn hiểu chưa? Dễ không? Quá dễ, đúng không? Quá dễ dàng. Đây là câu khó rồi. Mình sang câu số 6 đi. Trong số các chất sau đây, chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất. Úi dồi ôi, câu này mà làm mà đi viết ra đi tìm thì toang. Câu số 6 này bây giờ mình mà đi làm mà đi viết ra thì toang. Không sao. Khó đã có thể mình lo nhé. Khó đã có thể mình lo. Thì mình ở đây để hỗ trợ và giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em. Được không ạ? Và các em chú ý rằng là tất cả các thanh niên trong khóa học online cũng như offline của thầy mình, các bạn em thấm nhuần tất cả các phương pháp của thầy. Chính vì vậy nên bạn nào muốn đăng ký các khóa học của thầy mình thì vui lòng inbox cho thầy nhá. Câu số 6 này. Các để sở hữu các skill kinh điển nhất. Câu số 6. Chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất. Ở đây thì mình có một cái chú ý cực kỳ quan trọng. Và các em chỉ cần nắm cái chú ý này thôi, các em không cần biết có bao nhiêu đồng phân các em làm được. Là trong các hợp chất hữu cơ thì hợp chất mà chứa nitơ, chứa nitrogen, chứa N này, nitrogen, thì luôn có số lượng đồng phân là nhiều nhất. Luôn có số lượng đồng phân là nhiều nhất. Nhớ nhá, nhớ kỹ cái chú ý này của thầy mình. Hợp chất hữu cơ mà hợp chất chứa nitrogen thì nó sẽ luôn có số lượng đồng phân là nhiều nhất. À, thế vậy bây giờ cái câu chuyện chúng ta là chúng ta nắm được cái chú ý của thầy mình rồi thì nó chọn đáp án gì các em nhỉ? Chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là anh nào? Các bạn biết chọn không? Câu 6 đáp án gì? Các bạn ơi. Câu 6 đáp án gì ạ? Dễ không? Sao đáp án gì nhỉ? Anh nào có N? Mỗi anh C3 9 nào có N. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Còn muốn biết C3H9N có bao nhiêu đồng phân thì xin phép các em sang năm lớp 12 thì mình sẽ dạy cho tất cả các bạn và các em nhá. Câu số 7 đi. Câu số 7 khoai khoai rồi. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8. Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H8. Thì ở đây các bạn phải có một cái chú ý cho thầy mình. Là những anh có dạng CN H2N, được chưa? Mà mạch hở thì tương đương sẽ có đồng phân về vị trí carbon và vị trí liên kết đôi. Liên kết đôi. Được không ạ? Sẽ luôn luôn có đồng phân ở vị trí đồng phân ở về sorry đồng phân mạch chính, đồng phân mạch carbon, đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí liên kết đôi. Đấy, thế bây giờ chúng ta cùng xem này. Đồng phân mạch carbon thì nó sẽ như thế nào? Đây là những câu rất khó. Nó ở định mức là vận dụng cao. Đúng không ạ? Các bạn quan sát nhá. Đầu tiên chúng ta vẽ mạch carbon ra. C4 chúng ta quen rồi. 4 cộng 0 và 3 cộng 1. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ còn đi chọn vị trí điền liên kết đôi thôi. Các em ạ. Bây giờ chỉ còn đi chọn vị trí điền liên kết đôi thôi. Thì liên kết đôi trục đối xứng vẫn làm trục đối xứng nhé. Liên kết đôi điền đây là vị trí số 1. Hoặc điền đây là vị trí số 2. Mình vẽ cho bạn nhìn nhá. Nếu là vị trí số 1 hơi xấu, vẽ lại. Đây là số 1. Hoặc đây là số 2. Nếu đồng phân số 1 này, các bạn nhìn này.
C C C C nối đôi. Được chưa? Số 2 này. Điền vào vị trí C C nối đôi C C. Bạn nhìn rõ chưa? Đấy, tương ứng số 1 và số 2. Thế còn như vừa nãy mình phân tích thì ba anh này giống nhau. Nên ba vị trí này giống nhau. Nên nếu điền vào đây chúng ta sẽ được đồng phân số 3. 3 C C C C nối đôi. Các bạn lưu ý cho thầy, khi đề bài hỏi chúng ta có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thì mình không cần quan tâm đến đồng phân hình học. Các bạn nhớ chưa? Nếu đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thì chúng ta không cần phải quan tâm đến đồng phân hình học nhá. Vậy suy ra C4 nó 8 của chúng ta chỉ có 3 đồng phân thôi, 3 đồng phân cấu tạo thôi. Câu chuyện dễ dàng đơn giản chưa? Ngon lành cành đào, ngon như húp cháo chưa? Quá dễ đúng không? Nào, chúng ta cùng sang câu số 8. Câu cuối cùng của học ngày hôm nay. Câu số 8 nhá. Câu cuối cùng của học ngày hôm nay. Số lượng đồng phân mạch hở. Số lượng đồng phân mạch hở có hai liên kết đôi ứng với công thức phân tử C4H6. Úi dồi ôi, câu này dễ quá, đề bài lại còn cho chúng ta là có hẳn hai liên kết đôi rồi. Thế thì ta biết thừa rằng là chắc chắn nó sẽ có đồng phân vị trí mạch carbon. Đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí liên kết đôi. Đúng chưa? Nào, bây giờ chúng ta cùng xơi nó nhé. Các bạn cùng quan sát thật kỹ. Thầy hướng dẫn các bạn cách xơi nó, xơi trọn nó. Bước 1 vẫn là mạch carbon. Nên các bạn chú ý cho thầy, việc tìm đồng phân mạch carbon là quan trọng nhất. Đây, nãy thầy mình viết cho các bạn đây. Mạch C4 có hai mạch. Đúng chưa? Mạch C5 có ba mạch, các bạn nhìn thấy chưa? Quan trọng nhất là việc vẽ được đồng phân mạch carbon. Vậy này, mạch C4 này, liên kết đôi này, C4 này, C này, C này, C này, C này. Đúng chưa? Vậy ta sẽ có này, nối đôi điền ở đây, hoặc nối đôi điền đây là một đồng phân. Đồng phân số 2, C, 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 C này, nối đôi điền ở đây hoặc nối đôi điền đây là đồng phân số 2. Ok nhá. Thế mình thử xem cho đồng phân mạch C3 có được không? 3 cộng 1 đi ạ. Nếu mình điền một nối đôi tại đây thì mình không thể điền thêm được một nối đôi nào nữa cả. Bởi vì nó đang hóa chỉ 4 rồi. 1, 2, 3, 4. Các bạn nhìn rõ chưa? Nên không thể điền được thêm. Vì vậy nên với anh C4H6, với anh C4H6, chúng ta sẽ chỉ có hai đồng phân ứng với công thức phân tử là C4H6 mà thôi. Ok chưa? Các em ơi, dễ hiểu chưa? Thế thì các em nhá, các bạn chú ý này, thì về đồng phân này thì trọng tâm là bạn nắm được cho thầy là C4 của chúng ta thì có hai mạch chính và C5 của chúng ta thì có ba mạch chính. Và các bạn đừng học theo công thức, bởi vì nếu các em mà học theo công thức ấy thì nó sẽ hủy hoại toàn bộ tư duy của các em. Và khi lên trên bảng thì các thầy cô của các em cũng bắt các em là viết các đồng phân ra. Đấy chưa? Thì trên đây thầy mình vừa hướng dẫn cho chúng ta cách cơ bản nhất để chúng ta xác định các loại đồng phân, đó là viết và vẽ các loại đồng phân ra. Còn thì mình còn rất nhiều cách hay hơn nữa, như cách tìm đồng phân bằng cách đánh số, cách tìm đồng phân bằng cách đếm ngón tay, thì thầy mình xin phép rằng là một khoảng thời gian nữa thầy mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn sau. Được không? Thì mình sẽ có một khoảng thời gian nào đó mà dài nhiều thời gian hơn thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn và các em nhá. Được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em trong buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em trong buổi học ngày hôm nay đã theo dõi thầy mình ạ. Và